Mới đây, cơ quan điều tra đã hoàn tất bản cáo trạng. Trong đó, ngoài 283 tập tin, video, hình ảnh tố cáo tội ác mang sợ, nhẫn tâm của Trang và Thái, còn có những thông tin và bằng chứng khiến người ta lạnh sống lưng. Ngày 11 tháng 5, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định đề nghị Tòa án Nhân dân cung cấp triệu tập 6 người đến dự phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 6 người được đề nghị triệu tập đến tham dự phiên tòa gồm chị NTH, mẹ nạn nhân NTVA, bà NTTM, mẹ ruột Nguyễn Kim Trung Thái, chị LCXB, giáo viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, và các nhân chứng là chị VTTH, bảo mẫu của cháu A, anh THH và anh THD, bảo vệ bệnh viện. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội giết người và tội hành hạ người khác. Với tội giết người, Trang đối mặt với mức án lên đến tử hình. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết, trong hồ sơ vụ án, Trang và Thái khai do cháu A học kém, không ngoan nên cặp đôi này đánh cháu A để cháu học tốt, ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên, hình ảnh camera ghi lại được cảnh Trang và Thái đánh cháu A bất cứ lúc nào, kể cả ngoài thời gian học. Xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, kết quả học tập của cháu A tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng thì cháu A học giỏi, tiếp thu bài nhanh, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Từ đó, các cơ quan tố tụng nhìn nhận việc Thái và Trang khai do cháu học tập kém, không ngoan là không có cơ sở. Do tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn và việc Thái không muốn có con với mình, từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang đã dùng tay chân, cây gỗ, cây kim loại là ống nối của máy hút bụi đánh đập, hành hạ, dã man cháu VA bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận Trang có tinh thần bình thường, nhưng nhiều ngày liên tục trong nhiều giờ dùng tay chân hung khí đánh đập, hành hạ, sỉ nhục cháu A về thể chất và tinh thần. Lời khai của Trang và Thái phù hợp với lời khai của chị H và bà TM, mẹ ruột Thái. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình cháu VA không yêu cầu bồi thường về dân sự. Trao đổi với báo chí, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của trẻ em là hành vi trái pháp luật, bất kỳ ai thực hiện hành vi đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Luật sư Tiền chia sẻ thêm, qua những vụ án thương tâm đau xót vừa qua, không khó để chúng ta nhận ra rằng rất nhiều bi kịch với trẻ nhỏ đến từ mối quan hệ của bố mẹ đẻ sau khi hôn nhân tan vỡ. Các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ thiếu an toàn khi sống cùng người yêu của bố mẹ hay dì ghẻ bố dượng. Do đó, để giảm thiểu ngăn chặn những vụ việc đau lòng như trên, chúng ta cần chú trọng nhiều hơn vào cảm xúc của trẻ chứ không phải xử lý sau khi có sự việc xảy ra. Để làm được điều này, không phải là trách nhiệm của mỗi gia đình mà cần có sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội để tạo ra môi trường thực sự an toàn cho trẻ em. Cũng theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Trang đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, đặc biệt phạm tội đối với trẻ em. Hành vi của Trang và Thái theo Viện Kiểm sát là gây bất bình trong nhân dân, dư luận xã hội lên án. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa.